Hello, chào các bạn. Lâu quá rồi mình không có một cái video nào để cho các bạn theo dõi. Thì hôm nay nhân cái ngày đẹp trời của tháng thứ hai của mùa xuân, thì mình có một cái clip này để quay cho các bạn xem. Thì nói cho đúng ra nó cũng không có khác lạ gì đối với những người khác đâu, nhưng mà riêng đối với mình thì nó rất là lạ. Để mình quay sơ cho các bạn thấy những cái cây lá ở phía sau của nhà mình nha. Bây giờ năm nay nè, cây hồng nó bắt đầu nó lên lá, tại vì là tháng thứ hai của mùa xuân rồi, thành ra ông trời ông cũng đủ ấm để cho cây cối lên bông rồi lên trái này kia. Thì như các bạn thấy đó, năm nay nè, cây hồng nhà mình nè rất là nhiều nụ, nhưng mà không biết là nụ trái đó, không biết nó có đậu được hay không, thì cái đó còn để mình theo dõi coi như thế nào nha. Rồi như cây thanh long nè, thì đúng ra đó mình phải tỉa bớt những cái lá này đi, nhưng mà thôi kệ đi, tại vì mình không phải là trồng trọt để mà buôn bán gì, thành ra thôi mình cứ tiếc tiếc mình nói thôi kệ, để đi, để nhiều lá thì có nhiều trái, thì mình nghĩ vậy, không biết đúng không. Kệ, cứ để đi, để nhiều lá gì coi cho nó cũng vui mắt, nó xum xuê thì coi vui mắt. Bụi mía thì cũng cũng rất là tốt, mà đã chặt nhiều cây rồi đó nha, chặt nhiều cây để cho biếu các bạn rồi ăn thử ở nhà này kia, thì nó rất là ngọt, nhưng mà có cái nó cứng quá mình ăn không nổi đâu, phải chẻ ra khúc nhỏ 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 rồi mình cắt ra làm hai làm ba gì đó mình mới ăn được, tại vì nó hơi cứng. Còn ở Việt Nam mình thì nhớ hồi xưa đó, cây mía mình có thể mình cầm mình cắn cái vỏ nó ra được, rồi mình cắn cái thịt mía mình ăn, mà mía ở đây thì không làm như vậy được. Các bạn thấy không, cây xoài nè năm nay đó thì nó cũng không được tốt như năm ngoái đâu, tại vì có thể là ông trời lạnh quá, với hơn nữa mình không có xiên để mà kéo vô kéo ra như mấy năm trước. Mấy năm trước thì khi mà ông trời lạnh quá đó, thời tiết lạnh quá đó, mình kéo vô dưới cái mái để cho bớt cái tuyết, cái khí hậu lạnh đi. Nhưng mà năm nay mình buồn vì cái nạn dịch này nè, người ta không có muốn làm cái gì hết trơn á, không có được đi đâu nữa, thành ra rất là chán, cứ ở nhà quanh quẩn mấy cái cây cối này, nhưng mà ra ngoài thì lạnh. Rồi lại buồn một cái nữa là cái bệnh dịch này nè, thành ra mình cũng không có thích làm gì nữa hết. Lan năm nay cũng không có được nhiều bông nữa, tại vì mình ít chăm sóc quá, không có muốn chăm sóc nó nữa. Đây, cây mận thì cũng không được tốt nữa, năm nay sao cái gì cũng dở hết trơn nè. Cây mận nè năm nay sao nó bị nhiều đốm, nhiều lá nó bị đốm nâu nâu gì, chắc nó hư quá không biết nữa nha. Để mình đi ra phía trước này mình quay cho các bạn thấy cái cây mà mình nói nó lạ lạ đó, đối với mình thì nó lạ đó, nhưng mà đối với các bạn trồng trọt giỏi thì nó cũng không có lạ gì đâu nghe. Để mình ra phía trước mình quay cho các bạn thấy nha. Đây các bạn có thấy không, đó cái cây mà từ giờ mình nói đó, hồi nãy tới giờ mình đang nói về nó đó, thì các bạn thấy nó không, không phải cái cây có hai cái bông vàng đâu nha, cái bông vàng này là cây cỏ. Mình bỏ cái này đi đó nè, các bạn thấy không, nó là cây này nè, các bạn biết cây này là cây gì không? Đấy, cái lá nó bị nhám nhám các bạn ơi, cái lá nó nhám nhám, nó có cái lông ở dưới nè đó. Thì để trả lời cho các bạn biết nha, cây này là cây đông trùng hạ thảo đó. Đông trùng mùa đông á thì nó là có cái củ hình như là cái con sâu đó, còn mùa hạ đó thì nó lại lên lá đó, lên lá, thành ra người ta gọi là đông trùng hạ thảo. Thành ra theo như những người người ta đã trồng trọt cây này đó, người ta cho biết đó là nó rất là tốt cho sức khỏe của người lớn tuổi, không biết nha, mình cũng nghe người ta nói thôi, nhưng mà không biết tốt về cái gì. Mà khi mình muốn lấy cái củ nó đó
Thì cuối giữa mùa xuân đó thì mình phải đào lên để mình lấy cái củ nó. Đó, rồi xong rồi á thì mình phải cắt cắt những cây này, những cái nhánh này bỏ đi nè, đặng cho nó đâm cái nhánh khác lên từ cái củ còn lại ở dưới đất đó. Thì hôm qua mình có đào được một mớ củ để mình, đâu đâu rồi đâu rồi à đây đây mình để trong này để mình video cho các bạn thấy cái củ nó như thế nào nha. Đây các bạn thấy không, cái củ nó hôm qua mình đào được nè, mình cho các bạn thấy nè, nó như vậy nè đó, nó hình ngộ lắm, nó hình cái củ mà hình như là con sâu, giống con sâu lắm, thành ra người ta gọi nó là con trùng. À, con trùng này nó ở vào mùa đông thì nó có cái củ mà cái củ nó như hình như là con sâu đó, các bạn thấy không, ngày hôm qua đào được mấy củ, mà có thể tại vì mình không đào đúng cách đó, thành ra nó có nhiều củ nó bị đen, có thể để già quá rồi có nhiều củ bị đen. À, để mình cho các bạn thấy rõ ràng nha, cái củ này nó ngộ lắm, nó như hình như con sâu vậy nè luôn nè, thấy chưa các bạn thấy không. Đó. Nó có cái miệng nè, cái miệng nữa nè, thấy chưa, cái miệng nữa nè đó, nó có cái râu đó. Rồi nó có cái dưới, nó có những cái đốm, cái lằn 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 như cái chân vậy, cái chân của cái con sâu lúc nó bò đó, dồn thấy sợ quá. Có nhiều người nói là mình cứ ăn thẳng như vậy nè cũng được, nhưng mà mình chưa dám ăn đâu, mình rất là sợ, tại vì cái củ này dồn thấy sợ quá, thì cục quá, nó hình như con sâu thiệt đó, thành ra là mình, đối với mình thì rất là lạ. Đây nè, cái củ này có thể là đào đúng đúng mùa, đúng đúng cái thời tiết của nó này, thành ra là nó còn trắng, nó đẹp quá. Cái củ này thì thấy bớt sợ. Cái này nè, cái đuôi nó nè. Củ này thì bớt sợ, nhưng mà cái củ hồi nãy đã thấy sợ quá, nó giống như là con sâu thật tình luôn. Nè, như cái này nè các bạn thấy không? Khi mà ngay cái đuôi của nó đó, khi mà nó có thể là nó già rồi đó, thì những cái cây non nó lại mọc lên từ cái đuôi của nó. Đó, các bạn thấy không? Đó, thành ra là mình chưa biết cái công dụng của nó như thế nào đâu. Với hơn nữa cũng thấy nó lạ quá, chưa có dám thử, mà không biết thử bằng cách nào nữa. Có phải nấu lên hay làm sao, hay là để như vậy là ăn luôn. Mà ăn thì ăn cách nào, tại vì thấy nó bị đen đen gì làm sao mà ăn được. Đó. Thì người ta nói đó, có những người người ta biết về nó đó, thì người ta nói là ăn nó sống gì luôn cũng được nè. Thì nó rất là tốt cho người lớn tuổi, mà không biết tốt về cái gì, họ nói là về sức khỏe, nhưng mà không biết sức khỏe là về cái gì, về tim gan phổi hay là gì này kia mình không biết. Thì nếu các bạn coi được cái clip này đó, thì các bạn có ý kiến gì thì cho mình biết với nha, với cái cách thức đào củ như thế nào để nó được tốt, rồi trồng trọt ra sao. Chứ còn theo như mình trồng cái năm nay là mùa này là mùa thứ ba rồi thì mới được có những cái củ như vậy, còn còn năm đầu tiên á khi đào lên thì không có củ, năm thứ hai đó thì được vài củ mà nó ốm nhôm, nó không được như vậy đâu, nó ốm mà nó dài, coi nó không, nó giống cái rễ thôi chứ nó không giống như cái hình con này đâu. Thì năm nay thì sao được cái nó lại được cái củ này mà giống như hình con sâu đó, mà 3 năm thì 3 cây khác nhau chứ không phải cùng một giống nha các bạn. Tại vì theo người ta nói đó là cái loại này nó có nhiều giống lắm, thành ra 3 năm mình mua 3 giống khác nhau đó, thì cái giống này nè, cái năm thứ ba nè thì mới được cái củ như vậy. Có thể là chắc đúng quá không biết nữa, có đúng không thì mình không biết đó. Thì nhưng mà mình thấy đấy, thì cái củ nó cũng giống giống hình con sâu thì chắc đúng rồi. Mà người ta nói đó, nó đúng cái loại đông trùng hạ thảo là nó không có lá, nó là cái rễ thôi. Thì không biết làm sao mà nghĩ nó cho đúng đó.
Thành ra là nếu mà các bạn ai biết về cái cây này đó thì cho mình biết cái chi tiết về nó coi như thế nào nghe. Mình có coi trên internet nhưng mà nó cũng rất là khó hiểu, tại vì có nhiều người thì nói là nó là cái rễ không từ mà phải trồng ở trên núi cao này kia thì mới đúng, còn nếu mình trồng mà ở nhà mà trồng trong chậu hay là trồng trong vườn này kia cái nọ đó thì nó là một loại cỏ thôi, họ nói như vậy đó, thì không biết có đúng không. Thì nếu các bạn mà ai có trồng cái cây này hoặc là có kinh nghiệm về cây này thì cho mình biết chứ nha, để mình học hỏi thêm vậy nha. Đây cho các bạn thấy là cái bông ô kịch của mình năm nay thì nó rất là dở, có nhiều cái loại bông đẹp thì nó không ra được, như cái loại bông này nè nó cũng thường thôi, thì năm nay rất là dở, năm nay mình cây cối của mình dở lắm, không có được tốt đâu, không có được như mấy năm trước. Cái này thì nó, mấy năm trước á, thì một chậu nó là 5-6 cành bông, năm nay có 1 cành thôi đó, nhưng mà điều có nó thì cũng vui, có nó đỡ buồn đó. Các bạn thấy năm nay bông của mình quá dở rồi, bây giờ cái cây upside down này thì rất là tốt, lá rồi nhiều quá mà không biết có bông có nên thân không năm nay, tại vì mình cũng không có chăm sóc nhiều đâu, tại cái thời tiết lạnh quá, hơn nữa là cái bệnh dịch này là làm cho mình nản, mình không muốn có chăm sóc cái gì hết, rồi không có ra đường nữa, làm cho mình không có vui. Hôm nay thì cây cối dở ghê luôn. Vậy nha, khi nào các bạn coi được cái clip mà cái cây đông trùng hạ thảo này thì nếu các bạn nào có ý kiến nào khác biệt hơn thì cho mình biết để mình học theo nha. Rồi, bye bye các bạn. Hẹn cái video sau. Cảm ơn.